Đây kia, ngươi còn ăn cái gì nữa, ngươi nhả nốt ra đi. Ui ui, eo ơi, nó nhả cả một cái con trâu luôn này. Ơi, bố bạn biết đây là con gì? Đây là con trâu đấy, nó đang ăn cỏ đấy các bạn ơi. Trâu này nhà mình nuôi đấy, các bạn đang ăn cỏ này. Đấy, trâu ơi, ăn cỏ đi nhá, nhanh nhanh rồi còn về. Kia kìa, phía xa kia nhà mình cũng bao nhiêu các bạn trâu đang ăn cỏ kìa các bạn ơi. Các bạn trâu có cỏ ăn, mình cũng có đồ ăn nha các bạn ơi. Đây này, tên. Đây là quả gì các bạn có biết không? Đây là kẹo cỏ bóng đấy. Cái này nha, ăn như nào các bạn có biết không? Cắn như này này, để cho nó phòi ra. Wow. Thấy chưa? Đấy, cách bóc đấy, cách bóc cái kẹo này nhá mọi người ơi. Ui, kẹo này mùi vị cam ngon lắm. Chưa ăn được vào mồm lại ăn rơi rồi. Ui mà đầy các bạn kiến này, bẩn rồi, thôi không ăn nữa. May quá, vẫn còn có một cái kẹo nữa các bạn ơi. Thủ sẵn hai cái kẹo để nhỡ may có làm sao đấy thì vẫn còn có kẹo ăn. Đây là kẹo thỏi son nha. Cái kẹo này bị chảy nước rồi. Này, nó gãy này các bạn ơi. Thế này thì cũng không ăn được rồi, chắc là để lâu bị hỏng rồi. Chán thế nhỉ. Ui, con gì nó đang tiến gần con trâu của mình thế kia. Nhìn như một cái cây ý. Ui, nó ăn mất con trâu của mình rồi. Ui, đây là cái cây ăn thịt à. Thế này mình phải đi tìm người giúp đỡ thôi. Các bạn ơi, bây giờ mình đang đi làm một cái thí nghiệm này này. Các bạn ơi, mình làm thí nghiệm gì không? Mình đang chế tạo ra một cái loại vũ khí mới đấy. À đây rồi. Mình sẽ lấy những cái búp ở đầu đây này. Mình cho vào đây. Mấy lần trước mình làm vẫn chưa thành công, không biết lần này có thành công không nhỉ? Đây rồi, bây giờ là bước cuối cùng rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu một cái này nữa thôi này, làm thí nghiệm của mình sẽ thành công, các bạn nhìn nhá. Có thấy gì không nhỉ? Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Wow. Các bạn ơi, mình thành công rồi. Mình chế tạo được cái đạn khói này rồi các bạn ơi. Ui ui ui, tớ làm gì mà khói nghi ngút cả lên thế này. Tớ đang nghiên cứu để chế tạo ra cái viên đạn khói này đấy. Mãi tớ mới chế tạo thành công đấy. Bây giờ tớ đã làm được cái viên đạn khói này rồi đây này. Ui, cậu đừng ngồi đây làm linh tinh nữa. Vừa nãy có một con yêu quái cây nó ra, nó ăn mất cái con trâu của tớ ngoài kia kìa. Hay là cậu ra cậu giúp đỡ tớ đi. Không là cả đàn trâu của tớ có khi lại bị nó ăn thịt hết đấy. Người cây á? Ừ. Được rồi, thế thì cậu dẫn tớ đi ra cái chỗ cái người cây đấy để tớ dạy cho nó một bài học đi. Đi. Cậu có cái gì đây? Đây là cái lưỡi hái đấy. À thế á, dùng rồi. Cái này để đánh lại nó á. Đúng rồi, cái lưỡi hái này tí tớ sẽ xem tớ bổ vào người con người cây này. Tớ, cậu nhìn này. Đấy, cây mà bổ vào là chỉ có đứt luôn thôi, nhìn thấy chưa? Chà, đây có phải là cái người cây đấy không? Trời ơi. Ừ, nó đấy cậu ơi. Ui giời ơi, con này nhìn kìa, ui những cái tay cái chân của nó kìa, eo ơi trông ghê quá chàng ơi. Ấy. Này, cái cây kia mau nhả con trâu ra ngay. Ui ui. Ui, nó bảo nó không nhả cậu ơi. Đéo ơi, con này con này nó không sợ mình được đâu. Rồi, thế thì để tớ xem cho nó một bài học đây. Con này không biết nó từ đâu mà lại sổng ra, trông nó đáng sợ thế nhỉ. Này. Ui giời ơi, cẩn thận đấy. Ui ôi. Con này dễ bị đánh bại quá Trang ơi. Tớ mới bỏ mấy phát mà nó đã lăn ra rồi kìa. Hay là nó trở về ngất xỉu nhỉ. Không biết. Này. Nó ngất xỉu thật nó cậu ơi. Ngất xỉu hẳn rồi, ui trời ơi. Tưởng gì? Ui, cái cây gậy này cũng mạnh nhá. Đây là cái lưỡi hái hồi xưa tớ lấy được cái ông thần chết đấy. Ui, ông thần chết đấy. Thần chết đến chả biết lẩn vẩn ở đây, thế là tớ chấn luôn đấy. Ui ơi, thế mà ông ấy không quay lại đòi cậu à? Quay lại đòi thế nào được? Cái này lợi hại lắm. Ui, có cái cây gậy này thế này có khi là tớ cậu cho tớ mượn đi để tớ đi chăn trâu. Để nhỡ may mà còn có con người cây nào nó ra ăn thịt trâu tớ ra tự tự xử lý nó luôn cậu ơi. Không phải nhờ đến cậu nữa. Làm phiền cậu tớ cũng xấu hổ lắm, tớ cũng ngại lắm. Nhưng mà cái này cậu có biết dùng không? Có đấy, thì cứ khua như vừa nãy giống cậu thôi. Ui khéo đấy, khéo nó lại đập vào đầu ấy. Thôi rồi tớ cho cậu mượn một lúc đấy. Cậu đi chăn trâu nếu mà gặp cái cây ăn thịt nào thì cậu cứ vào cậu bổ cho nó một trận là nó ngã luôn mà. Cái vậy này bây giờ còn sợ gì người cây nữa. Cây này lúc này mà người cây ra đây thì mà ta cho người một trận luôn. Cái gì phía trước thế kia lại là một cái cây ăn thịt à. Ui bây giờ nhân tiện có cái cây gậy này ta sẽ ra ta
chửi ngươi một trận. Cây ăn thịt này, người ngươi trông đẹp đấy. Lại có cái cây màu tím, bên trên lại còn có sừng, đẹp ghê cơ. Bạn Trang, bạn đi làm gì thế kia nhỉ? Ui ôi, hình như đang chuẩn bị chiến đấu với cây. Lại một cái cây ăn thịt nữa các bạn ạ. Ngươi lẩn quẩn ở đây lại định ăn thịt trâu của ta. Còn lâu tao đi cho ngươi ăn thịt trâu của ta nhá. Ngươi biết đây là gì hay không? Tránh xa ra. Ôi sao đây lắm cây ăn thịt thế nhỉ? Xem nào xem, cầm cái lưỡi hái kia mà cầm thế kia thì làm sao mà chiến đấu được với nó. Ui, cái cây ăn thịt này nó không bị ngất xỉu như hồi nãy của anh Nhím à? Bỏ nó đi. Ui giời ơi. Ô, bà Trang bị nó nuốt vào bụng rồi. Đây rồi, cái đạn khoái mình vừa chế tạo ra. Đạn này có chức năng thôi miên. Mình phải ra mình thôi miên cái cây này để bắt nó nhả bạn Trang ra mới được. Ui giời ơi. Ôi, cái cây ăn thịt này, ngươi mau nhả bạn Trang ra ngay. Nếu không á, ta sẽ cho ngươi bài học đây. Úi giời ơi, con này á, nó còn gặm gặm mồm mà mồm trông. Các bạn nhìn kìa, mồm nó còn có răng như kìa. Hái ra được rồi, thế ta sẽ cho ngươi nếm mùi hại của bắn khoái của ta. Này này, này này, này này, úi giời ơi. Nhìn thấy chưa, khói đầy mồm chưa? Đấy là... Ui, con này nó bị thôi miên rồi đấy các bạn ạ. Được rồi. Này, những cây kia, mau nhả bạn Trang ra đi. Nhanh lên, nghe lời ta nhả bạn Trang ra. Ui, ui rồi. Ui, ui bạn Nhím. Đấy. Mày có được ra ngoài rồi à? Gì vậy? Ui, cái cây. Cậu bị cái cây này nó ăn thịt vào bụng đấy. Ui thế á? Ờ. Thế đấy. Mà tớ tưởng là tớ đánh bại nó rồi cơ. Cây kia, ngươi còn ăn cái gì nữa, ngươi nhả nó ra đi. Ui ui, eo ơi. Nó nhả cả một cái con trâu luôn này. Được rồi, cái cây này á, ngươi biết điều đấy. Lần sau đừng có mà hành động như thế nữa nha. Đi thôi, đi thôi. Thế nào, cậu thấy cái súng bắn khói này tớ chế tạo ra có hiệu quả không? Ui, cái súng này cậu ghê thật đấy. Đúng rồi. Súng này tớ dùng cái vừa nãy tớ dùng cái lưỡi hái tử thần của cậu à. Ừ. Tớ bổ nó mà nó còn không ngã ra như cái con người cây vừa nãy đâu. Ừ. Đúng rồi, cái con người cây mà tớ dùng. À, cái con cây ăn thịt đấy nhỉ? Cái con cây ăn thịt ban đầu ấy là cái con cây mềm, còn cái con cây vừa nãy là cây cứng, thì chính vì vậy mà cái lưỡi hái nó khoan thua. Ủa thế? Đây, bây giờ nhân tiện có cái súng mới chế tạo đây. Tớ với cậu đi tìm xem đây còn cái cây ăn thịt nào nữa không. Đây có phải là cái cây ăn thịt không nhỉ? Không, đây là cây trứng cá đấy cậu ơi. À, cây trứng cá. Trứng cá cho các quả trứng cá đỏ chín ăn ngon ơi là ngon ý. Yeah. Ui. Cái gì đấy? Nhìn này. Ui, cái gì đấy? Ai đây? Ai đang giữ một tấm pop-it đây? Một con zombie các cậu ơi. Nó ui, đang... con zombie này. Nó lấy cái pop-it này ở đâu ấy? Con zombie này, cái mắt nó lồi chưa này. Ui dồi, thế được nhìn rồi. Trông đáng sợ để chưa? Tớ sẽ cho nó một phát nhá. Ui giời. Ngã luôn rồi này. Ngã luôn rồi. Nó lại lấy cái này ở đâu ấy? Chắc nó lấy của bạn nào ấy? Đây là cái pop-it đấy cậu ơi. Ờ, cái pop-it này để bấm bấm đúng không? Đúng rồi, chơi bấm bấm nhè này. Các bạn nhỏ nhỏ thích lắm đấy. Đấy, ui. Chơi đâu? Sao không biết chơi? Tôi không thích chơi. À không thích chơi á? Đây là cái pop-it này. Đập đập này đấy, nó còn thụt hết lại cơ mà, hay lắm. Ai chơi như cậu chơi người ta phải dùng này. Ngón tay ra bấm như thế này này. Chứ ai dùng cả cái nắm đấm cấm như này mà đòi chơi pop-it như thế? Đấm như thế thì nó mới nhanh. Ui kìa, phía trước kia còn có con gì nữa kìa cậu kìa. Ôi dồi ôi, đâu. Ôi dồi ôi, các bạn ơi. Đây lại là con zombie nữa này. Một con zombie. Nó đang... Ôi, nó vừa đánh. Ôi, nó đang đánh con chó này. Ôi, các bạn ơi, nó đang đánh con chó này. Được rồi, đã thế thì ta sẽ cho ngươi một phát bằng cái súng bắn khói này nhá. Ôi, chưa rồi. Ui, yeah. Nó ngã rồi này. Một con chó màu cam và một con zombie. Ở bên trên con zombie này còn có cả con này. Đây là con zombie con đấy. Con này mai sau nó lớn lên là nó to như con này đấy. À thế à? Ừ. Hai bố con nhà này đi bắt nạt con chó à? Ờ. Mình vứt ra đây. Xem còn đâu nữa không? Xung quanh này còn đâu nữa không? Còn nữa không? Các bạn có nhìn thấy gì đây, không? Chắc ơi. Đây có phải là cái cây ăn thịt không không nè? Ôi không, đây phải cây ăn thịt. Đây cũng không phải cây ăn thịt à? Cây ăn thịt nó phải có mắt, có mũi, có mồm chứ. Cây này gì có mồm? Tớ lại nhìn thấy nó giống giống. Ú, chà chà chà, có cái gì nó đang leo ở trên cây đây này mọi người ơi, nhìn thấy không? Cái gì đấy? Đây là một con zombie. Ấy da, con zombie. Nó đang bắt một bông hoa hướng dương. Nó trèo lên cái cây này để nó hái hoa này. Ui, con zombie này là con zombie chó đấy. Thế đây là cái đầu là hình con chó đây này. Nói chung là zombie này là người xấu rồi cậu ơi. Được rồi, thế thì... Xử hết luôn. Ui ôi. Ui ôi. Ui ôi, chết rồi cậu ơi. Con này bắn khó thật đấy, hình như là nó có chức năng thôi miên súng của tớ hay sao ấy. Này, ui ôi. Ui giời. Này, ui, cuối rồi. Cùng cũng đổ rồi. Đấy, à? Con zombie đầu. Dạ. May mà đây là cái bông hoa vẫn còn đang cười này, may mà mình đến một mình giải cứu thoát cho. Đội kiểu cái mũ chó ấy, chứ không phải là zombie chó đâu có. Nó cầm cả cái khúc xương này này. Ờ. Ở đây đúng là nhiều thật đấy, nhiều cái con linh tinh thật đấy. Đi, bọn mình đi tìm tiếp đi. Ừ.